Ok, chào các bạn nhá. Hôm nay mình sẽ thử cái máy khoan của thương hiệu Đức mua tại Việt Nam. Đây là máy khoan bê tông. Ui, rất là kinh ngạc. Khoan đây. Để thẳng lên đây, giữ đây. Đấy. Không ăn thua. Không ăn thua rồi. Không ăn thua. Xem không? À, không phải, để chế độ, mình phải để chế độ búa phá. Được rồi, thử đây. Ok. Rất là chắc đúng không? Sao? Ấn luôn. Bóp đi. Thôi tôi bỏ ra, đừng ấy. Đừng ấn. Thôi thôi. Rồi được rồi. Mũi khoan kinh nhờ ấy nhờ. Thử cái khoan bốt này, khoan bê tông. Khoan bê tông khoan, rất là kinh. Rất là khỏe đấy. Rất là khỏe. Rồi được rồi. Bây giờ phải thử cái nạn này à. Rồi. Rồi để tháo. Đó, tháo ra. Rồi được rồi, được rồi. Đâu. Đấy. Rồi được rồi. Mũi cắn quá kinh. Phá quá kinh luôn. Phá quá kinh à. Ui, con bắn một phát bay hết mũi bẩn à. Rồi bây giờ là thử khoan bằng gỗ. Khoan bằng gỗ. Xoay đây. Mày cầm mày cẩn thận nữa. Ấn vào đây nó sẽ xẻo chim lại. Rồi. Từ từ từ. Đấy, xoáy đây, xoáy này ra, nó hở ra lỗ, nó cái đút vào được. Đấy. Ba, wow. Rồi, ấn hẳn xuống, ấn hẳn xuống để xoáy. Rồi, được rồi, lấy cái kia ra để vặn chặt. Lấy cái này, cái ốc của nó đâu rồi, cái kia ra. Rồi. Đây, cắm vào đây, lỗ nào cũng được. Đây. Cắm vào đấy, đấy, vặn, vặn ngược theo chiều kim, vặn theo chiều kim đồng hồ, đấy, vặn nó, ấn và vặn, giữ đây. Giữ cái này này, giữ cái cổ này bạn. À thôi được rồi. Giữ đây, bạn ấy. Ui chặt đấy. Đây được rồi, xem. Quá là chặt. Ôi chặt rồi đấy, đúng không? Chặt đấy. À. Nè. Rồi bây giờ khoan mũi gỗ nha. Ôi, các bạn gỗ, xem. Bỏ cục cái. Không, khoan gỗ. Khoan gỗ. Khoan gỗ ở đây, chỗ này. Cắm vào đây. Ừ. Rồi bắt đầu khoan. Ấn hẳn xuống. Ấn hẳn xuống xuống. Ấn mạnh vào. Đấy. Rồi. Đấy, toàn qua luôn. Xiên ngay. Xiên ngay. Đấy rồi. Ôi. Đây, gỗ. Ui. Nó dính gì vậy bố? Mình dính cái. Nó bố đả ăn quay. Đả, ôi được rồi. Đả ăn quay xem nào. Thôi quay làm gì? Để cậy ra quay làm gì, nó bùng cái tay ra đấy. Ôi mà mấy cái gì gì ấy bố? Cái này xiên vào đây, xiên vào đây, nó quặn rồi. Đấy. Xong nhá. Rồi được rồi, mày kéo cẩn thận đứt tay đấy. Rồi, kẹp vào đây mà. Con mà động vào đây á. Đây này, mà ấn vào đây phát mà đang cầm cái này á, nó quay cụt tay luôn đấy. Nào. Mang cái kia để tháo. Cái này đâu rồi? À, đâu rồi? Ở đây. Đây các bạn để tháo ra đấy. Xoáy nhẹ nhàng phát là được nhé. Đấy. Đây, xoáy. Đây. Cầm. Rút ra. Thôi được rồi. Hết rồi. Còn mũi sắt bao giờ thử xong? Sắt á? Ừ. Sắt thử luôn. Thử cái gì sắt quan đi kính lắm. Quan phải gói không cháy. Thôi được rồi. Thế rồi nha. Chào các bạn nha. Chào các bạn.